Và bây giờ trên màn hình là đối thủ của Huỳnh Thị Vũ Duyên, huy chương đồng boxing SEA Games 2015, tay đấm Lê Thị Ngọc Anh. Võ sĩ 29 tuổi tới từ Hà Nội Boxing Academy. Một tay đấm từng được mệnh danh là hoa khôi của đội tuyển boxing Hà Nội. Cuộc đối đầu giữa hai nữ võ sĩ thuộc hai thế hệ của boxing Việt Nam. Trận đấu hạng 57kg giữa Huỳnh Thị Vũ Duyên và Lê Thị Ngọc Anh. Với các trận đấu nữ tại VSP Pro, các võ sĩ sẽ thi đấu trong vòng 4 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Huỳnh Thị Vũ Duyên sử dụng tư thế đứng southpaw. Đối đầu một bàn chị có nhiều kinh nghiệm hơn trên sàn boxing nghiệp dư, nhưng đây mới là lần đầu tiên Lê Thị Ngọc Anh bước lên sàn đấu chuyên nghiệp. Ngọc Anh đang nỗ lực tận dụng các tình huống áp sát để cố hiểu khả năng di chuyển và duy trì thể lực ở các đòn đấm tầm xa của Vũ Duyên để tốt hơn cô. Rõ ràng thì Vũ Duyên có lợi thế hơn và sức trẻ, là người kinh nghiệm hơn rất nhiều, đặc biệt trong những trận đấu nghiệp dư mà cô đã tham gia từ năm 2010. Thời điểm mà Ngọc Anh bắt đầu tập luyện và thi đấu boxing thì lúc đó Huỳnh Thị Vũ Duyên mới đang là một học sinh cấp 1. Và 8 năm về trước, khi mà Lê Thị Ngọc Anh đã giành được trận đấu boxing SEA Games 2015, thì lúc đó Vũ Duyên vẫn còn là một cô bé, và bây giờ Ngọc Anh sẽ phải đối đầu với một nữ võ sĩ tài năng. Lúc này cô vẫn đang là người chiếm ưu thế. Bây giờ chúng ta sẽ tới với hiệp thi đấu thứ hai. Những cú đấm thẳng tay sau của Lê Thị Ngọc Anh rất nguy hiểm. Ngọc Anh luôn luôn tìm cách chờ đợi những tình huống nhập nội của Vũ Duyên, đặc biệt là những sai lầm của Vũ Duyên để tung ra những con cú đấm thẳng tay sau. Mặt bụng rất thông minh của Lê Thị Ngọc Anh. Đấy là, đấy là.
ràng lúc này Huỳnh Thị Vũ Duyên đã cảm nhận được sự chênh lệch về kinh nghiệm. Boxing chuyên nghiệp đặt nặng yếu tố gây sát thương lên đối thủ thay vì số lượng các đòn đấm. Lúc này thì rõ ràng anh đang có ưu thế hơn cả về số lượng, cả về số lần áp đảo Vũ Duyên. Cuối cùng hai người võ sĩ đều sử dụng đối thủ southpaw. Ngọc Anh là người luân chuyển giữa các tư thế đứng tốt hơn, giúp cô có được cự ly và khiến Vũ Duyên rất khó để có thể tìm được cự ly ra đòn thích hợp. Các nữ võ sĩ vấn đề duy trì được thể lực và áp lực thi đấu vẫn là câu hỏi, khi mà bây giờ Vũ Duyên sẽ chắc chắn sẽ tìm cách vùng lên sau khi cô đã để mất lợi thế ở hai hiệp đầu. Đánh lùi rất chính xác của Ngọc Anh. Cắm rất sâu của Lê Thị Ngọc Anh. Tiếp tục là một cú móc trái tốt. Lúc này thì Ngọc Anh đang chuyển sang thế orthodox và liên tiếp đổi tấn, khiến ly các cú đấm của cô trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Nữ võ sĩ sinh năm 1994 đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy giảm thể lực cũng như những vết thương ở trên mắt phải của cô. Và một võ sĩ đã lâu chưa thi đấu đỉnh cao nhưng quay trở lại với một trận đấu 4 hiệp, Ngọc Anh cũng có những thách thức riêng, không chỉ đến từ kỹ năng và sức trẻ của Huỳnh Thị Vũ Duyên. Giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3. Móc trái tốt. Một tình huống phản bóng tốt tới từ Ngọc Anh khi Vũ Duyên tiếp tục tìm cách lao tới.
cùng. Đội tuyển đã bắt đầu dồn ép. Quyết định chính xác thì cô nhận thấy rằng người đàn chị của mình đã bắt đầu chậm lại trong từng bước di chuyển. Rất tiếc cho Vũ Duyên vì cô không thể tận dụng được những tình huống đối thủ khựng lại như vừa rồi. 30 giây cuối cùng. Hôm nay Ngọc Anh chỉ chờ đợi Vũ Duyên tấn công để có cự ly và tính toán cho những cú phản đòn. Cô không cần tiếp tục những bài nữa. Nhưng vừa rồi là một pha tấn công không thành công của Ngọc Anh. Ta sẽ cùng chờ đợi điểm số từ các giám định. Rõ ràng việc thượng đài cùng một người đàn chị có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp Huỳnh Thị Vũ Duyên có được những trải nghiệm đáng nhớ tại VSP Pro. Một chiến thắng thuyết phục dành cho huy chương đồng SEA Games Lê Thị Ngọc Anh trong ngày trở lại võ đài trong trận đấu đầu tiên trên sàn chuyên nghiệp. Rõ ràng đẳng cấp của một võ sĩ giành huy chương đồng SEA Games là hoàn toàn khác biệt